xin kính chào quý vị và các bạn kênh minh hải miền đông chia sẻ và đọc những câu chuyện trong và ngoài nước hay nhất và ngày hôm nay tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện đầy nước mắt và đau xót trong gia đình của hai vợ chồng mong rằng quý vị và các bạn lắng nghe chia sẻ trước khi vào câu chuyện này tôi không quên gửi tới các bạn Cô chú anh chị gần xa Một lời chúc bình an, vui khỏe, may mắn trong cuộc sống Giờ đây kính mời quý vị Hãy lắng nghe theo dõi chi tiết về câu chuyện này Cũng may có liên hiến máu kịp thời Nên đứa bé được cứu sống Sau khi xác nhận đã liên hệ được với gia đình của cậu bé Thì Liên mới an tâm trở về nhà vợ chồng Hùng và Liên kết hôn đến nay đã được hơn 7 năm. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với Liên. Vì cô lấy được tấm chồng giàu lại giỏi giang, thú thật thì Liên cũng hạnh phúc và tự thấy mình may mắn. Vì một người phụ nữ không sinh nở được như cô mà vẫn được chồng yêu thương thì mọi thứ quá tốt đẹp. Dù không có con, nhưng vợ chồng cô vẫn sống rất là hạnh phúc. Nhiều khi Liên nghĩ đến việc hay là cho chồng ra ngoài đi kiếm đứa con rồi mang về con nuôi. Thế nhưng lần nào Hùng cũng kiên quyết không chịu. Suy đi nghĩ lại thì Liên quyết định nhận con nuôi. Vì có tiếng cười của trẻ con thì cũng sẽ là hạnh phúc hơn. Ngày hôm sau Liên đến trung tâm nhận con nuôi thì Liên thấy một bé tai tầm khoảng 5 tuổi bị tai nạn đang nằm trên đường. Mọi người vây kín hô hào gọi xe cấp cứu Không suy nghĩ nhiều Ngay lập tức liên bế đứa bé lên ô tô Rồi chở thẳng đến bệnh viện Vì cô sợ để lâu sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra Khi đứa bé vào phòng cấp cứu được 2 phút Thì bác sĩ lao ngay ra ngoại gọi liên lại Cô là mẹ của cháu bé đúng không? Hiện tại đứa bé bị mất máu quá nhiều Và phải truyền máu gấp Nhưng bệnh viện hiện tại đang thiếu nhóm máu này Nếu không được truyền máu gấp Thì đứa bé sẽ nguy kịch Tôi không phải là mẹ của đứa bé Nhưng hãy lấy máu của tôi đi Tôi thuộc nhóm máu ô Xin bác sĩ hãy cứu lấy cậu bé Cũng may Có liên hiến máu kịp thời Nên đứa bé được cứu sống Sau khi xác nhận Đã liên hệ được với gia đình của cậu bé Thì Liên mới an tâm trở về nhà Thế rồi sau hai ngày Vì tò mò xem không biết sức khỏe của cháu bé kia như thế nào Liên liền định quay trở lại bệnh viện Đúng cái lúc cô đẩy cửa bước vào Thì vị bác sĩ cầm lấy tay Liên Rồi nhìn về một cặp vợ chồng trẻ À cô ấy đây rồi Chính cô ấy đã cứu con của anh chị đây Bác sĩ vừa dứt lời Thì người mẹ của cậu bé cúi xuống cảm ơn Liên Jurid đúng cái lúc đó thì có một người đàn ông bước vào Mà vừa nhìn anh ta thì Liên đã sốc không đứng vững được Vì đó không ai khác chính là Hùng Liên sững sợ Vì khi bước vào người phụ nữ vừa cảm ơn mình lại gọi Hùng là chồng Cô gọi anh ấy là chồng ư Vậy đứa bé này là con của hai người sao Liên hét lên Đúng vậy Anh ấy chính là bố của con tôi cô biết chồng tôi sao sao có thể như chứ anh ấy cũng là chồng của tôi mà sao lại còn lại là chồng của cô nữa hùng đứng câm lặng nãy giờ vì anh không biết giải thích với liên ra sao anh quỳ xuống cầu xin vợ mình tha thứ liên em nghe anh giải thích đã giải thích ư mọi chuyện quá rõ ràng anh còn muốn tôi phải nghe thêm điều gì nữa anh là chồng của tôi nhưng người đàn bà kia cũng gọi anh là chồng Rút của cô ta có biết tôi là vợ của anh hay không Hai người đã có con chung với nhau Hóa ra năm năm nay anh lừa dối tôi sao nếu anh đã muốn có con như vậy sao không nói trước Bảy năm qua không thể xin cho anh đứa con Có biết là tôi đau đớn như thế nào không hả Xin em Ông trời thật khéo đùa giỡn Khi để tôi cứu con của chồng mình và người đàn bà khác Anh tàn nhẫn lắm Nói rồi Liên gạt nước mắt chạy đi Vì cô thật sự không thể đối diện với chồng mình thêm được nữa Cuộc hôn nhân 7 năm qua của cô đã chấm dứt Cô sẽ viết đơn ly hôn Vì chỉ có cách đó là duy nhất Vâng, xin kính mời quý vị các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai Thấy đứa bé bị tai nạn giống hệt con mình vợ vội bế nó vào bệnh viện trong chuyện tình cảm khó có thể nói được những điều mình suy nghĩ hạnh phúc hay khổ đau đôi khi không phải chỉ là chuyện của hai người mà còn là chuyện của rất nhiều người khác nữa có nhiều chuyện cứ nghĩ mãi mãi sẽ không thể nào xảy ra được vậy mà cuối cùng lại xảy ra như thế khiến con người ta vô cùng đau lòng cô với anh từng có một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc. Mọi chuyện diễn ra cũng vô cùng êm đẹp cho đến khi chuyện đau lòng ấy xảy ra. Thời gian cô mang bầu, con trai vốn đã không được khỏe mạnh ngay từ trong bụng mẹ. Rồi con trai của vợ chồng cô lớn lên, vậy nhưng không may, không lâu sau đó, khi con trai 4 tuổi thì cậu bé bị ngã xuống cạnh nhà và ra đi mãi mãi. Vết thương lòng ấy khiến cho cô mãi không thể nào nguôi ngoai Cô cũng đau khổ vô cùng khi không còn tâm trạng nào nữa Nỗi đau mất con vẫn còn đó Thì bất ngờ một năm sau Cô gặp một cậu bé giống hệt con trai đã qua đời của mình Hôm đó cô cùng chồng cũng đi ra ngoài Và bắt gặp một đứa bé bị ngã đập đầu vào hòn đá Nhìn đứa bé đáng yêu khóc khỉnh ấy chắc cũng chỉ chừng 4 năm tuổi Như đứa con đã qua đời của mình thêm phần giống hệt chồng ngày bé, người vợ ấy đã vội vã chạy ra đưa đứa bé ấy đến bệnh viện cấp cứu mà không mảy may quan sát chồng mình. Cô đã vô tình không nhận ra rằng chồng mình đang có những bất ổn không ngờ. Có khi cũng chính vì thế mà anh hoảng hốt không biết phải làm như thế nào. Đến tận lúc vợ gọi dục lên xe anh vẫn còn đang đứng chờ ra đó. Vợ chăm sóc đứa bé Thương đứa trẻ ấy giống hệt con mình Nên càng tỏ ra thương cảm nhiều hơn Mọi chuyện có lẽ đã ổn Nếu như không có giây phút đệch mạch ấy Vẫn còn hớt hại Hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của đứa bé Chị đánh rơi cả chiếc túi đang cầm trên tay Khi nhìn thấy người phụ nữ đó Người đó chẳng phải là cô bạn thân Đã ra nước ngoài định cư Sau khi bị chồng bỏ rơi Và đã đến nhà cô ở nhờ một tuần đây hay sao Cô giật mình run rẩy hỏi Đây thực sự là con của cậu sao? Mình, mình Vậy cậu đi nước ngoài là nói dối để sinh đứa bé này Vậy cha đứa bé đó có phải anh ấy không? Cô chỉ đến chồng mình Anh vẫn đứng im lặng ở góc đó Nhìn anh cúi gặp mặt Cô đủ hiểu mọi chuyện cho dù cô bản thân có chống chế nói lại Không phải đâu Bố nó bỏ mẹ con tôi đi rồi không phải anh Tuấn nhà cậu đâu Đừng gạt tớ nữa đi Ánh mắt của cả hai khiến tớ hiểu mọi chuyện rồi Mình, mình xin lỗi cậu Thôi, không cần nữa đâu Cô lơ đánh bước đi vô cùng cô độc Chồng chạy theo cô Chỉ đi theo sau cô không nói câu nào Cứ lặng lẽ như thế cho đến khi về đến nhà Cô trở về phòng Đóng chặt cửa phòng lại rồi Nói với bản thân cô tự nhủ đây chính là ác mộng mà thôi nhưng rồi đến khi nhận ra mọi thứ với mình nhận ra mọi thứ đang xảy ra cô mới hiểu được rằng hóa ra đằng sau biết bao nhiêu chuyện khác thì đó chính là sự thật giờ không chỉ bản thân mà còn cả chồng đã phản bội cô rồi cô thật sự đau đớn cay đắng vô cùng càng nghĩ cô càng không thể hiểu nổi vì không biết mình nên đã đi đâu về đâu mình nên làm gì đây nữa cũng có lẽ vì những điều đó mà cô đã buồn nhiều hơn giờ mọi chuyện vợ lỡ đứa nhỏ nào đâu có tội cô với anh cũng chẳng có con có cái con cô mất rồi giờ cô có nên nhường lại người chồng ấy cho bản thân cho đứa trẻ ấy có cha như bao người khác nhưng còn cô thì sao ai sẽ là người thương cho cô lúc này vâng mong quý vị các bạn lắng nghe chi tiết bình luận chia sẻ về hai câu chuyện này tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại